cá tá bun nhô rồi ú phá giáp thá ú phá giáp thá mô đá tí. Thì hai câu này ngài dịch là nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui. Ừ. Tức là người nào mà nghĩ thiện, làm thiện, thân hành thiện, tức là thân khẩu ý mà thiện lành đó, ừ, thì đời này mình được an vui, rồi đời sau được an vui. Rồi người ấy là xô, xô mô đá tí. À, xô là người ấy ha, mô đá tí là an vui. À, rồi bá mô đá tí, bá mô đá tí cũng là an vui nha. Rồi đi xoa ha, đi xoa, đi xoa cam má quý xuất thí mắt ta nô. À, mắt ta nô người ấy an vui thấy nghiệp. À, thấy nghiệp tịnh mình làm. À, cam má là nghiệp. À, quý xuất thí. À, quý xuất thí mắt ta nô, quý xuất thí là thiện lành. À, rất là hay ha quý vị ha. À, ngài ngài dịch là nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, người ấy vui, an vui thấy nghiệp thiện, nghiệp tịnh mình làm. À, à, rất là hay. Rồi cô hồi nãy có cô có chị mình tại nãy sư quên, đúng đúng ra là mình học cái câu số 15. Ừ. Nhưng mà sư đánh lộn câu số 16. Thì ngày mai mình sẽ học bài cái bài số 15 ha. Rồi, hôm nay cô Như Quỳnh đọc lại một lần nữa đi cô Như Quỳnh. Nè, đọc chậm chậm nha. Và cô Như Quỳnh giơ tay lên được không? Rồi, cảm ơn cô. À, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ một lần nữa con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, cô tu nữ Thê Ma. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. À, con xin kính đảnh lễ sư Huy Niệm, con xin kính chào toàn thể đạo tràng ạ. À. Dạ con xin đọc câu 16. Ý tha mô đá tí, bát chá mô đá tí, cát tạ bùn nhô ú phá giác thá mô đá tí, sô mô đá tí, sô bát mô đá tí, đi đi qua cam má quý xuất thí mát tá lô. Ý thá mô đá tí, bát chá mô đá tí, cá tá bùn nhô ú phá giác thá mô đá tí, sô mô đá tí, sô bát mô đá tí, đi qua cam má quý xuất thí mát tá lô. Nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, người ấy vui an vui thấy nghiệp tịnh mình làm. Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong ạ. À. Con xin xuống mic. Dạ, yeah. À, mô Phật Sa Thú. Dạ, yeah, mình còn mấy phút nữa. Rồi mời Nguyên Như đọc, Nguyên Như đọc chậm nha, đọc Phật chậm rồi sau đó thỉnh pháp sư. Dạ, yeah, con xin kính lễ tỳ kheo Huy Niệm. Dạ. Yeah. Mô Bụt Tha Giá, dạ con xin đọc lại một lần nữa bạch sư. Ý tha mô đá tí bát chá mô đá tí ú phá mô đá tí mô bám đá tí bát tí mắt tá nô. Ý tha mô đá tí bát cha mô đá tí cát tá phùn nhô u phá giác tha mô đá tí sô mô đá tí sô bám đá tí dít xòa cầm má quý xuất tí mắt tá nô. Ý tha mô đá tí bách cha mô đá tí cát tá phùn tha mô đá tí sô mô đá tí sô bám mô đá tí dít xòa cầm má quý suốt chín tám nỗi nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, người ấy vui an vui
cái nghiệp tịnh mình làm. Và kính thưa quý vị, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Quy Như xin kính mời chư vị cùng với Quy Như làm quy thức quy nghi thức thọ tâm quy cần ngũ giới ạ. À, sát má văn phần tê quý sùng rắc khá nách thà giá tí xá rá nề ná xá ná phần là ní già già nát bạch quá đại đức. Chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự tự hành theo đức tí dầm tí má văn phần tê sùng rắc khá thà xá rá nề ná xá chắc thì là ní già chà nát bạch quá đại đức. Chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Tát ti dầm ti ma dầm phần tê quý sung rắc khá nát thà giá tí xá rá nề ná xá ná phần chắc thì là ní già chà nát bạch quá đại đức. Chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Và kính bạch sư Thanh Tâm, bây giờ đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, con xin kính thỉnh sư thay mặt sư tăng để đi vào ngũ giới cho hàng phật tử của chúng con ạ. Con xin kính thỉnh sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư huy niệm, con nghĩ là sư Thanh Tâm không biết nói, con xin sư huy niệm quan hỷ thay mặt chư tăng để truyền quy giới cho hàng phật tử chúng con. Bạch sư, con không biết sư huy niệm có mặt ở trước máy không ạ? Dạ dạ sa thí sư ạ. Saranang gacchami, con đem lòng thành kính xin quy Phật. Thamang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sangkhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Bụt thí dâm tí bút thăng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Bụt thí dâm tí Thamman Saranam Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đủ tí dâm tí Sankhan Saranam Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tá tí dâm tí Buddhan Saranam Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tá tí dâm tí Thamman Saranam Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tati Yam Pi Sankhan Saranam Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Buddhang Saranam Gacchami, Thamman Saranam Gacchami, Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng.
đút tí dầm tí phút thần sa ra nằng gắt trà mít đút tí dầm tí thầm mần sa ra nằng gắt trà mít đút tí dầm tí sàng khàng sa ra nằng gắt trà mít con đem hết lòng thành kính con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ nhì con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì tát ti dầm tí phút thần sa ra nằng gắt trà mít tát ti dầm tí thầm mần sa ra nằng gắt trà mít tát ti dầm tí sằng khằng sa ra nằng gắt trà mít quy lần thứ ba con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ ba con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba các anh năng paripunang các vị đảm bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu a má cần tê dạ chúng con xin panatipata veramani sikha padang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là buổi tỉnh xa sự sát sanh Adinadana Vedamani Sikkhapadang Samadhiyami con xin vâng giữ điều học là của ý tránh xa sự trộm cắp Kame Sumichachara Vedamani Sikkhapadang Samadhiyami con xin vâng giữ điều học là của ý tránh xa sự tà dâm Mutsavada Vedamani Sikkhapadang Samadhiyami con xin vâng giữ điều học là của ý tránh xa sự nói dối Sutra me ra yak macha pama dakana vedamani sikha padang samadhi yami con xin vâng giữ điều học là của ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say banati bata vedamani sikha padang samadhi yami con xin giữ điều học là cố ý tránh xa sự sắc thần Adinadana Veramani Sikkhapadiyami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp Amada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami con xin vâng giữ điều học là tránh xa sự tà dâm Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối Surameragyamachapamadattha Veramani Sikkhapadang Samadhiyami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và dùng chất xài Imani Panchasikha Padani Sadhukang Katwa Ampamade Nanichakalang Sama Rakitapan. Chị quý vị sau khi đã toàn trì ngũ giới nơi tam bảo hãy cố gắng vâng giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui. A má phần tê dạ chúng con xin vâng. Sile na sugatin dân chỉ sile na phoga sambada sile na niputin dân chỉ tasma silang viso thaye tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới tất cả chúng sanh được thành tựu đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới tất cả chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới bởi có ý quý vị hãy thọ trì giới vật cho được trong sạch từ bỏ lắm nhơ sa thúc sa thúc sa thúc ua ta mang ghê na văn ba đa băng tung hoa rút ta măng
Bùa thê vô khả lý tô đô sô bùa khả mà tú tăng mạ măng. Gieo năm vóc vi trần đảnh lễ, những lỗi lầm vô ý gây nên. Cuối sinh quay Phật vô biên, cho con sám tội tiền khiên từ rầy. Bùa ta măng ghê na quanh đê hăng, thầm măng cha đù vi thăng quăng. Thầm mê vô khả lý tô đô sô thầm mô khả ma tu tăng mạ măng. Gieo năm vóc vi trần đảnh lễ, những lỗi lầm vô ý khởi sanh. Cuối sinh pháp học pháp hành, cho con sám tội tâm thành từ đây. Ua ta măng ghê na quanh đê hăng, tăng khăn cha đu vi thô ta măng. Tăng khê vô khả lý tô đô sô tăng khô khả ma tu tăng mạ măng. Gieo năm vóc vi trần đảnh lễ, những lỗi lầm ngã mạn kiêu căng. Cuối sinh chư thánh phàm tăng, cho con sám tội ăn năn từ dài. Dạ xin kính thỉnh sư quy niệm lên chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Kawantu sapa mangalang rakhendu sapa dewata sapa buddha Nupa bena sara swaki kawantu te Kawantu sapa mangalang rakhendu sapa dewata Sapa dhamma nupa bena sara swaki kawantu te Kawantu sapa mangalang rakhendu sapa dewata sapa sangha Nupa bena sara swaki kawantu te Sitiya janagatha sitamatu 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 idang palang etasmin ratanata yasmin sampasadana chetaso. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú, sa thú, sa thú. Con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư quy niệm đã truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Văn kinh chỉ cu sa la cam mang cần tâm băng thì vi văn ma ma ca ye na qua cha ma na ta thì đa thế tu ga tam ca tam ye san ta tam nhìn tiếng ta san nhìn nô Cả tạng của nhà pa lăng mê hăng tâm bê ta ghi ta quán tu tê. Về tăng cả tăng su quý tăng định năng của nhà pa lăng mà giả dê cha tăng thà na cha năng thì đề quá găng toa. Thì quê đà dung tâm bê lô cam thì về tăng ta chỉ quán ta ha. Ta hê tu ca ma nôn nhãn phô cha năng sắp bê la phán tu ma ma chê ta sa si. Nát mô bức thà giá, nát mô thầm mà giá, nát mô sang thà giá. Dạ kính thưa chư vị, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ. Nguyên Như xin kính mời chư vị lắng lòng thanh tịnh cùng với Nguyên Như thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pa ga wa so wa ga so sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pa ga wa so a ra so sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pa ga wa so a ra so sam ma sam bu tha sa Brahma cha lô ca ti ba ti sa ham ba ti ca tăng cha li an vi hòa rằng a gia cha tha tăng ti tha tâm tâm ba ra chăng kha cha ti ca đề xê tụ thăm măng a nụ cầm đi măng ba chăng Tăng thầm ma phê rình quy nha dành cha cả dành Chúa tăng cha bành thăng phi thầm ma chạm măng
cô ta dần tô cha tu sam cha đằng đằng và cô tha ngày về ba lì xa và mắt đi phạm thiên vẫn nhậm ngồi khẩn quan phật nhậm lời những chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo. Dạy đời nhâm giả nhâm đoàn đệ tử có năm thầy thính giữ niết bàn rồi từ đó mở mang giáo phan 45 hạ giam về toàn cuối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ở cổ cầm đang mưa lạnh dưới khắp thế gian bởi ơn cớ tinh rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nội đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tôi mê cầu khi vẹn toàn. Nam mô Bức Thà Giác, Nam mô Thầm Mà Giác, Nam mô Thành Thà Giác. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Huy Niệm, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ cô sư nữ Thi Ma. Dạ một lần nữa Nguyên Như xin kính chào đạo tràng. Bạch với sư Huy Niệm, hồi lúc chiều con có thỉnh ý với sư Thanh Tâm. Dạ, tụi con xin kính thỉnh sư Huy Niệm vào ngày hôm nay, nhân ngày cái mùa chư tăng đã ra hạ và là mùa lễ dân y, xin sư Huy Niệm cho thì một cái bài pháp về lễ dân y để cho tụi con biết thêm tử và làm sao lễ dân y đó bạch sư. Sau đó chúng con sẽ có những cái câu hỏi của Phật tử để dân đến con xin kính thỉnh sư đang đàn thuyết pháp cho chúng con bài học ngày hôm nay và Nam mô Bức Thà Giác. Dạ, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Xin chào quý vị Phật tử trong room Nguyên Như Thiền Viện ngày hôm nay. Trước hết quý vị có thể hoan nghỉ cho sự biết quý vị bên đó quý vị có nghe rõ hay không. Hơi nhỏ. Chờ xíu xíu. Rồi, bây giờ quý vị có nghe rõ chưa? Rồi. Không, sư mới chỉnh lại cái đầu rắc của cái mic. Bây giờ quý vị có nghe rõ lại chưa? Rồi, nếu như quý vị đã nghe rõ rồi thì ok, chúng ta hôm nay chúng ta bắt đầu sinh hoạt. Thưa quý vị, theo như yêu cầu của chư vị Phật tử ở đây, nhất là cô Nguyên Như cũng vừa mới đề cập là hôm nay chúng ta sẽ thảo luận với nhau về những vấn đề nói về việc dân y các thí nát. Bởi vì trong cái thời gian trong một tháng này tức là theo âm lịch đó, là từ ngày 16 tháng 9 âm lịch
cho đến ngày 15 tháng 10 âm lịch. Trong cái thời điểm đó là trong vòng một tháng là Đức Phật này cho phép, Đức Phật này cho phép các vị tỳ khưu được thọ lãnh y các thí nát. Nếu như ở chỗ nào mà có thí chủ người ta phát tâm cũng dừng. Rồi bây giờ trước khi bắt đầu, quý vị cùng bí sư chúng ta làm lễ tâm bảo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh hạnh giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ giáo pháp của Đức Thế Tôn thuyết giảng, có công năng hướng thượng đưa đến sự lợi ích cho những ai có niềm tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Tăng, những bậc đã được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp, các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn vào là mô phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý ấy. Thưa quý vị, đối với một người Phật tử, một người Phật tử nói riêng và những người chưa phải là Phật tử nói chung, nếu như mà mình có tâm tư để mà đi tìm hiểu cái cuộc sống của Đức Phật và Chư Tăng đệ tử như thế nào, thì chúng ta nên học hỏi về lịch sử của Phật giáo, bởi vì trong đó có những cái tình tiết đó, thông qua những cái sự việc chúng ta có thể hiểu được cái bối cảnh sinh hoạt của Đức Phật và Chư Tăng thời bấy giờ. Hơn nữa, có một phần rất là quan trọng mà những người Phật tử của mình đó, nói riêng, tất cả mọi người nói chung, mình cũng nên biết về cái quy cách, có thể nói là những gì mà nó phù hợp với cái vai trò của một người cư sĩ nên làm nếu có công việc phụng sự tương tác đối với các vị tỳ khưu. Tại sao lại như vậy, thưa quý vị? Vì rằng chúng ta nên biết một điều, Đức Phật ngài quy định một số những cái cách thức mà các vị tỳ khưu đệ tử sau khi đã xuất gia trở thành một vị tỳ khưu hoặc là sa di ở trong giáo pháp này rồi, thì lúc đó cần phải học tập và thực hành theo những cái lời dạy của ngài. Và nếu như mà mình biết được những cái gì được phép và không được phép đối với các vị tỳ khưu, hoặc là những gì nên làm và không nên làm đối với vai trò của một người cư sĩ, bởi vì nó có thể dẫn đến cái việc không có phù hợp với luật, thì điều đó nó rất có lợi, nó rất có lợi cho cả hai. Thứ nhất là đối với các vị tỳ khưu thì các vị cũng có thể tuân thủ và giữ gìn được lời dạy của bậc đạo sư. Đó là việc thứ nhất. Và nếu những vị ấy mà càng hoàn thiện về những cái nguyên tắc đó thì lúc bấy giờ cái con đường đời sống phạm hạnh đó, nó sẽ rất là dễ dàng để mà thành tựu được những cái gì cần phải đạt được.
Còn đối với những người cư sĩ có cái lợi ích là mình khi mà mình có cái hữu sự cần phải tương tác đối với hội chúng thị khu, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ do bởi đã hiểu biết rồi, đã hiểu biết cách thức, từ đó mình tạo được nhiều những cái thiện sự công đức cho bản thân mình lắm thưa quý vị. Đối với người không biết á, thì người ta làm đôi khi không có cái sự vận dụng, nó thuận theo pháp, nó thuận theo thiện pháp, cho nên không có cái kết quả nhiều, không có kết quả nhiều bằng cái người mà có cái sự hiểu biết rồi áp dụng. Và Ikathina này nè thưa quý vị, cũng là một tiêu đề, cũng là một tiêu đề được Đức Phật Ngài đề cập rất là cụ thể, rõ ràng ở trong luật tạng, trong luật tạng cái bộ được gọi là Maha Quốc Gá quyển 2 có hẳn nguyên một cái chương thứ 7 nói về Ikathina, nói về Ikathina. Thì sư nghĩ rằng quý vị cũng từng nghe nhiều trong những cuộc lễ dân y. Cho nên sư chỉ nói sơ bộ về những cái tình tiết chung, sau đó có những cái điều gì mà sư nghĩ rằng cần phải nhấn mạnh một chút, bởi vì những cái điểm đó nó quan trọng mà ít có ai nghĩ đến, thì sư sẽ nói nhiều hơn. Trước hết sư nói như thế nào về trước hết sư nói về cái duyên sự, mình cũng phải biết cái nguyên nhân tại sao mà có cái cuộc lễ được gọi là dân y các thiên án. Thì sự việc này xuất khởi từ nhóm 30 vị thiền khu ở trung xứ Pawa. Lúc bây giờ các vị này là những vị hành pháp ngủ ở trong rừng thưa quý vị. Thì sau khi đã ra hạ xong, làm lễ tự tứ, thì 30 vị này mới hướng về cái nơi mà Đức Thế Tôn ngài đang ngủ, đó là thành Sa Bát Thí, để mà ý kiến và đảnh lễ Bậc Đạo Sư. Nhưng mà bởi vì trong cái thời điểm đó nó vẫn còn nằm trong cái tháng mùa mưa, tháng cuối cùng của mùa mưa, cho nên lúc bây giờ cái hành trình của các vị bị gặp không có được phân lợi, y áo bị ướt. Thì do bởi từ chính cái duyên sự này nè, Đức Phật Ngài mới cho phép, cái việc các vị khu được thọ lãnh y các thế nào. Ngài nhìn thấy 30 vị thiền khu này á, với y áo như vậy, sau khi đã nói lên những cái lời cần phải nói, chào đón hỏi thăm, thì lúc bây giờ Đức Phật này cho phép Ngài cho phép rằng ở trong phần chánh tạng để xin đọc cho quý vị cái đoạn này. Khi ấy Đức Thế Tôn đã nhân lý do và sự kiện đó nói lên pháp thoại và bảo các vị tỳ khu rằng: Này các tỳ khu, ta cho phép thành tổ các thi nát đến các tỳ khu đã sống qua an cư mùa mưa. Này các tỳ khu, khi các vị có các thi nát đã được thành tổ, thì năm điều sau đây sẽ trở thành được phép. Thứ nhất là việc ra đi không phải thông báo. Thứ hai là việc ra đi
không mang theo đầy đủ ba y, sự thọ thực thành nhóm, cất giữ được nghi theo nhu cầu, và sự phát sanh y ở trú xứ đó sẽ thuộc về các vị ở ở đó. Đó là năm cái điều mà được phép đối với một vị tỳ khu mà có các ý nhãn được thành tựu. Ở đây á, chúng ta thông thường á, mình cũng chưa có hiểu nhiều lắm về cái chữ được gọi là các ý nhãn. Cái chữ các ý nhãn này, thưa quý vị, thật ra chúng ta không khó dùng một cái được một cái từ ngữ, ngôn từ bằng tiếng Việt cho nó tương xứng để mà mình chuyển dịch sang một cách cô động và cho nó đầy đủ được, cho nên vẫn phải giữ nguyên, vẫn phải giữ nguyên vẹn. Có một số những từ Pali á, mình không thể nào mà các vị không có có dịch ra bằng một cái từ bằng ngôn ngữ của tiếng Việt một cách cô đọng. Bởi vì tại sao? Bởi vì nếu mà dịch như vậy thì nó không có hết được cái ý nghĩa của cái từ. Và cái chữ Kathiná này là nằm trong cái số đó. Kathiná là gì? Kathiná thật ra đó, đó là một cái sự tổng hợp của các sự việc. Và trong tất cả những cái sự tổng hợp đó đó, nó bao gồm cả những cái việc tính từ lúc các vị tỳ khu nhập hạ xong làm lễ tự tứ thành tựu tiền an cư mùa mưa, có thí chủ phát sanh tâm cúng dường, tác bạch cúng dường, rồi các vị ấy, các vị tỳ khu đó chọn ra một vị trong số chư tăng để mà giao y. Rồi tiến hành những cái nghi thức còn lại của luật, chẳng hạn như việc tuyên ngôn trao y, rồi vị thiền khu đó nhận y xong thì sẽ thực hiện những công việc tiếp của chính bản thân mình, rồi tuyên bố với các vị đồng phạm hạnh ở đó là tôi đã thọ lãnh y này và sẽ làm thành tựu cái quả báo của các thí ná với cái lá y này, và các vị hãy tùy hỷ. Rồi các vị tiền khu còn lại á, sẽ nói lên cái lời tùy hỷ. Đó là cái tất cả những cái sự việc đó, thưa quý vị, tất cả những cái sự việc đó gom lại từ đầu cho từ đầu tiên là tính từ việc nhập hạ cho đến việc thí chủ phát tâm cúng dường vân vân, và đến khi chấm dứt cái việc tùy hỷ của các vị tỳ khu trong việc thành tựu các thí ná, thì tất cả những sự việc đó gom lại được gọi là các thí ná. Cho nên chúng ta không có thể nào dùng một cái từ nào bằng nghĩa Việt để mà chúng ta dịch ra được hết. Cái chữ ca thi ná là như vậy á. Chữ ca thi ná có nghĩa là như vậy á. Có nghĩa là một cái sự việc mà được Đức Phật Ngài cho phép một cách tổng quát, gồm hết tất cả những sự kiện đó lại thì được gọi là ca thi ná. Cho nên sau này quý vị quý vị lỡ có ai hỏi quý vị là ca thi ná là gì, tiếng Việt là gì, thì quý vị phải biết nói cái này dịch ra không có được. Cái này nó chẳng qua nó là một tên gọi cho một cái sự việc từ lúc có chư tăng nhập hạ thành tựu cho đến lúc có thí chủ dân cúng vân 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 vân, rồi gồm hết tất cả cái đó, tất cả những sự kiện như vậy được gọi là cả thi ná. Điểm này cũng quan trọng á. Thông thường mình thì mình nhiều khi mình làm lễ dân y á, thí chủ làm lễ dân y á, người ta hỏi mình á, những cô làm lễ dân y cái thí ná vậy thì có thể cho tôi biết là cái thí ná là cái gì hay không, lúc đó mình cũng ám á. Trong luật tạng thì có giải thích về cái chữ cái thí ná này rất là cụ thể, thưa quý vị.
cho nên không có dùng được một cái từ nghĩa Việt nào để mà chúng ta chuyển ngữ qua một cách chính xác, cô đọng được, nó không có hết nghĩa. Rồi đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai á, là mình nó có hai chuyện trong cái sự việc của cá thí ná này, nó có hai cái việc mà mình, nó có hai cái cương vị mà mình phải nghĩ đến. Thứ nhất là cương vị của các vị tỳ khưu. À, cho nên nãy sư nói là mình hiểu biết mình có cái sự, khi mà mình có công việc cần phải tương tác đối với các vị, thì bao giờ nó trong một cái sự việc đó nó sẽ có hai cái cương vị. Một là về phần các vị tỳ khưu, hai là về phần gia chủ, những người thí chủ. À, những người thí chủ. Bây giờ sư nói về sơ về tỳ khưu, cái này chỉ nói sơ thôi chứ thuộc về phạm vi của luật tỳ khưu, cho nên các vị có những cái tình tiết chi tiết chúng ta cũng không có cần thiết cho lắm. Cái vị tỳ khưu á mà không biết về cái cách thức được quy định bởi Đức Phật cho phép thọ lãnh cá thí ná thì nó cũng sẽ có một cái rắc rối. À, có thể cái trường hợp mà không hiểu biết, không tiến hành đúng theo phạm vi của luật đó thưa quý vị, thì cá thí ná đó có thể dẫn đến không thành tựu. Đây là cái điều khá là quan trọng, không thành tựu. Bởi vì ngay từ ban đầu sư đã định nghĩa cho quý vị, cá thí ná có nghĩa là tất cả những cái sự kiện nó phải liên kết với nhau đúng theo cái quy cách đó, phù hợp với luật mà Đức Phật ngài ấn định, thì tất cả những cái việc đó gom lại tốt đẹp từ đầu giữa cuối mới được gọi là thành tựu cá thí ná. Cho nên về cương vị của vị tỳ khưu, nếu như mà không có học hỏi, không có biết, không có học về luật đó, không biết về cách thức tiến hành, thứ nhất là cách thức để mà chú nguyện, cách thức để may y, cách thức để mà nhập hạ, có thành tựu hạ hay không. À, bởi vì nhập hạ thưa quý vị, không phải là nhập hạ nào cũng thành tựu, cũng có thể được phép thọ lãnh cá thí ná. Nếu mà nói một cách chi tiết là vị tỳ khưu đó phải thành tựu 3 tháng tiền an cư mùa mưa. Nói chính xác là phải như vậy. Vì cái thời điểm nhập hạ có thể chia ra làm hai cái thời gian. Mùa mưa có 4 tháng. Mùa mưa có 4 tháng theo quy định là theo cái lịch của người Ấn người xưa. Mùa mưa có 4 tháng. Nhưng mà nếu như các vị tỳ khưu á mà không có bị những cái nguyên nhân cản trở cho cái việc nhập hạ thì phải tiến hành nhập hạ vào 3 tháng đầu tiên. Còn cái trường hợp mà nhập hạ trễ hơn 1 tháng, đó là cái nguyên nhân do có một số những trường hợp như là vị tỳ khưu đang trên một cái đoạn đường từ đâu để mà đến trú xứ nào đó, thì trong cái khoảng thời gian đó không đến được cái trú xứ đó đúng theo cái thời hạn để mà cùng nhập hạ với các vị tỳ khưu khác, cho nên vì thế vị đó bắt buộc phải nhập gọi là hậu an cư. Thì cái trường hợp mà vị tỳ khưu mà nhập hậu an cư á thì không được phép thọ lãnh quả báo của y cá thí ná. À, đây là cái chuyện mà nếu mà nói chi tiết là như vậy. Rồi vị tỳ khưu phải hiểu về cách thức đó thưa quý vị. Để hiểu về cách thức để mà thọ lãnh y cá thí ná như thế nào, việc chú nguyện y xả y cũ, chú nguyện y mới làm thành tựu cá thí ná. Biết những cái việc mà để mà gìn giữ, gìn giữ không có bị đứt quả báo của cá thí ná.
Nói chung nếu mà nói chi tiết thì nó cũng có nhiều chuyện trong đó lắm, rất là phức tạp. Trong cái thời gian ngắn mình không thể nào mà mình cũng chả có nhu cầu mà đi sâu vào. Vì thế là về phần các vị tỳ khưu là như vậy. Nói tóm lại, các vị ấy phải biết về luật để làm cho thành tựu các thi na. Đó là về cương vị của các vị tỳ khưu. Còn về phần người cư sĩ á, thì chúng ta không có nhiều những cái quy cách chi tiết y như các vị tỳ khưu, nhưng mà mình phải biết một vài những cái đặc tính sau đây để làm cho cái cuộc lễ các thí ná thêm phần tốt đẹp, thêm phần tốt đẹp. Có một cái việc mà phần lớn nó cũng gây lên một số những cái không hoan hỷ lắm cho những người Phật tử. Nhân đây sư nhớ đến chuyện này bởi vì sư đã gặp nhiều rồi, nhưng mà chưa có cái duyên sự phù hợp để mà nói. Nhưng mà hôm nay thì đúng là phù hợp. Nếu mà là người thí chủ hoặc là một tập thể thí chủ gia đình riêng biệt, đơn thân độc mã để mà có khả năng cúng dường, thì lúc bây giờ thưa quý vị, lúc bây giờ chúng ta không có nhiều những cái rắc rối để mà nói. Nhưng mà cái vấn đề mà sau này hay bị đó chính là thí chủ phần hùng cổ phần. Cho nên trong lúc mà tiến hành cuộc lễ á, ai cũng muốn dành cái phần mà được đội cái bộ y hoặc là đội cái bình bát, ai cũng muốn. Vì vậy có vài trường hợp đó thưa quý vị, nó cũng tạo nên cái mối quan hệ không có được tốt. Nhưng mà thông qua điều này sư nói rõ hơn để cho chúng ta sau này chúng ta rút kinh nghiệm, không có bị để rơi vô trong cái tình trạng này. Giờ sư nói về cái bối cảnh ở trong luật mà hồi xưa mà các vị thường hay những người thí chủ người ta dân y hồi xưa đi nha, rồi mình sẽ tự hiểu. Hồi đó đó thưa quý vị, không phải là ai cũng có khả năng đứng ra một mình đơn độc để mà cúng dường hết cho một hội chúng tỳ khưu. Không phải là như vậy, không phải ai cũng có khả năng được. Có những cái cuộc lễ, có những trường hợp mà thí chủ người ta hùng và lại với nhau để mà người ta làm phước. Và trong cái cuộc lễ đó có thể phát sanh 400-500 bộ y từ nhiều nguồn hùng hạp lại với nhau. Sau đó thì chư tăng sẽ chọn một trong số một lá y trong số vô số bộ y như vậy để mà tiến hành tăng sự, trao y, thọ y, vân vân. Để mà tiến hành tăng sự, trao y và thọ y. Sau khi mà thành tựu rồi á, thì lúc bây giờ được xem như là tốt đẹp. Như vậy chúng ta nên hiểu rằng trong cái cuộc lễ như vậy á, tất cả những cái người gia chủ mà người ta hùng hạp lại
với nhau, người ta để chẳng hạn như 400-500 bộ y ở đằng trước mặt chư tăng, và tất cả đồng tác bạch cái lời chúng con xin dâng y các thí ná đến chư kỳ cu tăng. Như vậy mình nên hiểu một điều rằng dù là mình có một cổ phần nào đó, một lá y hoặc là một bộ y trong vô số bộ y đó, nhưng mà lúc mà tác bạch cúng dường thì những cái lá y đó cũng đều thuộc về cái phạm vi của dân y ca thi na, và chư tăng sẽ chọn cho nên vì mà thật ra nó không có cái sự ràng buộc là phải nhất thiết coi như là chúng ta phải phải dành cái phần coi như là cái bộ y đó mới được. Bởi vì tại sao? Bởi vì thật ra trong vô số những lá y trong cuộc lễ, chỉ cần lấy một lá để mà tác bạch rồi xong rồi chư tăng sẽ dùng cái miếng vải hay là lá y đó để làm những cái nghi thức thức của luật còn lại, để hợp thức hóa, để hợp thức hóa theo những quy định mà Đức Phật này ban hành. Nó chỉ có như vậy thôi, chứ nó không có cái gì mà ghê gớm đâu. Mà mình nhiều khi mình không biết á, mình hiểu nó quan trọng hóa đến mức mà nó có cái sự phân biệt một cách đi quá xa vấn đề. Cho nên vì thế có những trường hợp sư nói với những người Phật tử á, là mình đừng có tị nạn nhau trong cái vấn đề đó. Thật ra quý cô đồng hùng nhau á, rồi mỗi cô đều tự mình có một bộ y thôi cũng được, hoặc một lá y thôi cũng được. Trong lúc mấy cô tác bạch cúng dường đến chư tăng á, thì mấy cô tác ý đồng tác bạch thí chủ tập thể như vậy, thì cái phước báo của mình nó cũng vậy thôi, chứ không có cái gì đâu mà mình phải tranh giành, mình để mất cái sự hoan hỷ. Bởi vì một cái lá y á, một cái lá y để lấy ra làm nghi thức của luật á, nó chẳng qua là một cái công đoạn hợp thức hóa. Hợp thức hóa giống như là hợp thức hóa giấy tờ, tôi biết. Đó là cái công đoạn hợp thức hóa theo luật mà Đức Phật này quy định. Rồi sau đó chư tăng sẽ đồng tất cả các vị sẽ được hưởng tất cả những cái y lợi lộc ở trong cái hội chúng đó, và sẽ được phép năm điều không có ràng buộc, mà theo như cái thời gian thông thường mà chư tăng không có được phép. Nó thoải mái 5 điều. Nói chính xác là được thoải mái 4 điều. Còn điều thứ 5 đó chính là tất cả những cái y phát sanh ở tại trú xứ đó, trong cái khoảng thời gian đó, thì chư tăng có nhập hạ ở đó sẽ được hưởng lợi lộc. Vị khác đó, ở chùa khác tới đó, thì không có được chia, không có được chia phần. Đó, nếu mà nói cụ thể hơn thì là như vậy. Cho nên từ đây về sau, khi mà chúng ta gặp phải những cái trường hợp đó, mình nên có cái sự hoan hỷ. Mình nên có sự hoan hỷ. Chẳng hạn như mình ở xa mà mình không có đích thân mà để mà đến được đội cái bộ y tắc bạch cúng dường đại diện cho vô số những bộ y khác để mà hợp thức hóa theo luật, thì lúc đó mình cũng nên hiểu mình cũng có cái phước báo của việc dâng y các thí ná, cho nên không có nhất thiết. Đó là như vậy. Cùng lắm cái người đội được quay phim chụp hình nhiều hơn thôi. Sư hay nói đùa với lại mấy cô ở trên ở đó trên chùa. Sư ở thì nói thật ra cái người đội y người đó ăn mặc cũng sang trọng hơn chút, rồi xong là được quay phim chụp hình hơn. Vậy thôi, được nhiều người coi như là để mắt hơn, bởi vì đại diện mà, đại diện.
vậy thôi chứ có gì đâu quan trọng. Rồi à, cho nên đây là điều mà người Phật tử mình cũng cần phải phải biết, phải hiểu biết, để sau này mình được có vì cái chuyện này mà mình không có được vui trong những cái cuộc lễ mà có cái tính chất hùng hạp với nhau. Rồi thêm một cái việc nữa là cái phước báo của lễ dân nghi các thí ná này, nếu mà làm đầy đủ phù hợp cái luật từ đầu tới cuối thì phải nói rằng cái kết quả phước báo vô cùng to lớn, vô cùng to lớn, thù thắng. Cho nên những người Phật tử mà người ta biết á, người ta đã nghe pháp, người ta biết á, người ta thích làm lễ dân nghi các thí ná. Bởi vì lễ dân nghi các thí ná này đâu phải lúc nào làm cũng được, thưa quý vị. Tính ra một năm á, chỉ được có một trong thời hạn một tháng thôi. Đức Phật này quy định cho có một tháng để mà làm lễ dân nghi trong cái phạm vi thời gian đó thôi. Còn ngoài thời gian ra còn là không có làm được. Và để làm được lễ dân y như vậy á, thì nó phải kết hợp nhiều những cái yếu tố thành tựu tốt đẹp khác nữa thì nó mới mới đạt được cái quả báo. Chứ không phải là đơn giản. Chứ không phải là đơn giản được. Nó có nhiều cái yếu tố quá. Vì thế mà về phần chư tăng á, mình hiểu biết về luật. Còn về người cư sĩ thì mình biết những phần sự, những phần sự của chính mình khi cả hai đối tượng tại gia và xuất gia tương tác với nhau tốt đẹp như vậy thì sẽ dẫn đến quả báo của lễ dân nghi các thí ná rất là to lớn, rất là to lớn. Đó là như vậy đó. Cho nên trong cái tháng dân y này á, nếu như mà những người gia chủ của mình á, mà có đi dự lễ thì mình cũng hiểu biết. Mình không có khả năng thì mình làm một cái phần hùng nào đó ở trong cuộc lễ thôi cũng được, thưa quý vị. Chúng ta thường hay nghe nói kẻ công người của, mình không có của thì mình bỏ công cũng được, bỏ công. Hồi xưa Phật tử thời Đức Phật cũng vậy à, người ta tổ chức một cái cuộc đại thí đến chư tăng á, trời chư tăng đông quá làm sao mà ai lo hết nổi, thưa quý vị. Thì người nào có dầu mè thì bố thí dầu mè, mật ong thì bố thí mật ong, người nào có gạo nếp thì bố thí gạo nếp, rồi mỗi người hùng vô một chút vậy đó. Thế là làm thành một cái cuộc đại thí đến chư tỳ kheo tăng với số lượng rất là đông, số lượng rất đông, và tất cả đều có được cái quả báo, có được cái quả báo, đều có được cái phước báo. Chúng ta không có biết cách làm phước đó, thì mình sẽ nghĩ rất là cục bộ, mình nghĩ rằng bây giờ phải có tiền thì nhiều thì đi vô cuộc lễ dân y mới làm phước được, chứ không có làm không được nữa, không, mình nghĩ vậy là mình sai lầm. Khi mà mình có phương tiện thì mình làm phước nó dễ dàng hơn, chuyện đó sự chấp nhận ok. Nhưng mà nếu như mà mình không có khả năng nhiều thì mình làm theo cái cương vị của mình. Chẳng hạn như mình có thể làm một cái bàn nước, nó cũng đâu có tốn kém bao nhiêu, rồi mình bố thí một cách rộng rãi không phân biệt đến các vị tỳ khưu trong cuộc lễ đó, pha nước cho các vị uống, có nhiều làm bấy nhiêu, chừng nào dân hết nước thì thôi, vị nào đến trước thì có nước uống, vị nào như số lượng đông quá mình không có khả năng thì hết tới đâu ngừng tới đâu. Biết cách làm phước như vậy chúng ta rất là thoải mái, rất là thoải mái và rất là hoan hỷ và tự tin trong thiện nghiệp. Hoặc là mình không có khả năng đề tài chánh nữa đó, thì mình đến đó mình bỏ cái sức của mình ra, mình quét chánh điện,
mình phụ dọn vệ sinh với những người cư sĩ ở trong chùa, như vậy cũng ok. Hoặc là mình đứng đó để mà giúp cho các vị tỳ khu khi mà các vị cần, trong lúc thọ thực chẳng hạn, mang nước đến vân vân. Thì tất cả những cái gì đó dù nhỏ dù lớn trong cuộc lễ mình vẫn có thể tạo phước được, vẫn có thể tạo phước được. Đây là một số những cái điểm mà sư cảm thấy chúng ta bị vướng phải, cho nên sư dành thời gian nói hơi nhiều chút như vậy. Rồi bây giờ phần thời gian còn lại thì sư mời sư dành cho lớp học chúng ta, là chúng ta có những cái nghi vấn nào mà chưa có được rõ ràng của việc cứ việc hỏi theo những cái gì mà sư hiểu biết, khả năng của sư, thì sư sẽ trả lời. Rồi bây giờ xin mời cô Nguyên Nhi. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Thầy, Nam mô Thầy Thầy. Dạ con xin thay thay mặt lớp học kính tri ân sư Nguyên Niệm đã giảng dạy bài pháp về Đại Nguyên Khai Thiên Giá cho chúng con ạ. Xin mời quý vị, hôm nay là cái cơ hội rất là tốt để quý vị có thể đi lên thắc mắc mình có với lại sư Nguyên Niệm. Dạ bạch sư Nguyên Như, xin xung phong hỏi câu hỏi đầu tiên. Nếu mà giống như mình đang đi du lịch trên một cái phần đường mà mình không có ý định gì về dân nghi các tiếng hát, rồi bạn bè mình rủ vào, rồi ví dụ như giống như là hôm nay chùa Vũ Đức có một lễ dân y, nếu mà bạn tới bạn tham gia chung với chúng tôi thì sẽ rất là phước lành. Thì cái buổi lễ đó đã có thí chủ, đã có những cái chuyện sắp đặt hết rồi, mình chỉ là người khách dự thôi. Và lúc đó mình hoan hỷ, mình nhân lên chẳng hạn như 100, 200, 300 đô gì đó bạch sư. Thì lúc đó là giống như người thí chủ đó có thể có gọi là hoàn tất cái buổi lễ dân y cá thí ná và được hoàn mãn những cái giống y như là những cái quả phước mà người thí chủ đã làm hay không? Hay là cái người đó phải chuẩn bị trước từ trong hạ, tức là ý con nói là tư tiền, tư hiện, tư hậu thì mới đủ cái phước lành? Hay là mình phát tâm như vậy giống như là đột xuất như vậy thì mình cũng có được thành tựu, nếu mà cái tâm mình có tâm lành và mình muốn hùng với bạn bè mình để làm một cái chuyện phước thiện thật sự? Dạ con xin nhân lại cho sư ạ. Dạ kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thực ra để mà nó đong đo cái phước báu theo cái số lượng nặng nhẹ nhiều ít á, một cách cụ thể á, thì chúng ta không thể nào đong đo được, bởi vì đây là một cái pháp có thể nói rằng cái pháp vô hình. Tuy nhiên mình có thể hiểu như thế này, mình làm được bao nhiêu thì nó sẽ có kết quả tương xứng bấy nhiêu. Đối với những trường hợp những người đã có một cái sự chuẩn bị cho chư tăng ngay từ lúc mà nhập hạ, họ đã đi đến, họ có cái sự cúng dường hoặc là hộ độ chư tăng trong suốt thời gian 3 tháng ăn cư mùa mưa, rồi sau đó họ cùng với những người thân hoặc là quyến thuộc hoặc là bạn bè bắt đầu là tổ chức cho chư tăng để dân y các thí nát sau khi ra hạ. Như vậy thì có cái sự chuẩn một thời gian và đầy đủ chi tiết như vậy thì cái quả báo nó dĩ nhiên nó phải nó phải nặng ký hơn rồi. Nhưng mà nếu mà nói rằng nặng ký cụ thể hơn bao nhiêu thì không thể nào nói chính xác được. Còn trường hợp của mình á, do mình có một cái tác ý khởi lên trong lúc được nghe đến, được nói đến, thì lúc đó nó vẫn có cái phước báo. Nhưng mà nếu nói rằng nó được đầy đủ, nó được đầy đủ như là người đã có cái sự chuẩn bị một cách kỹ lưỡng từ nói chung là có đầu tư á, có đầu tư cách kỹ lưỡng thì không bằng.
Nếu y cứ theo cái phương diện gọi là đầu giữa cuối, à còn nếu ở đây sư không nói đến vấn đề là tiền nhiều hay tiền ít, mà sư trả lời theo cái tình tiết là cái sự khởi ý một cách mau lẹ tức thời, ngay trong cái thời điểm mình cái nhân duyên mình mới nghe, và với một cái sự chuẩn bị lâu dài thì dĩ nhiên cái sự chuẩn bị lâu dài vẫn có cái kết quả hơn, vẫn có kết quả hơn. Tuy nhiên chúng ta làm thiện á, ở bất cứ trường hợp nào, bất cứ trường hợp nào mà có thể, nếu như mà mình không có được cái thời gian để mà đầu tư trong một cái thiện nghiệp một cách chu đáo từ lúc mà chư tăng nhập hạ cho đến ra hạ và chấm dứt cuộc lễ dân y, thì mình làm theo những trường hợp mà mình có thể chứ còn mình không có bỏ cái thời gian đầu tư kỹ lưỡng vậy mà mình mong đòi cái phước nó bằng cái người kia làm sao được. Nếu mà nói theo cái phạm vi gọi là phạm trù gọi là đầu tư thiện nghiệp đầy đủ, có thời gian chuẩn bị rất là kỹ lưỡng đầu giữa cuối. Sư nhắc cho quý vị một cái chuyện này để mà sau này mình có thể hiểu được về cái nhân quả thiện ác. Thiện ác, chúng ta khi mà mình nói đến cái sự so sánh cái nào nó hơn cái nào á, thì mình nên nắm ngay cái búi tóc, cái gốc của pháp là bây giờ đang so sánh về vấn đề gì của pháp đó. Nếu như mà mình không có chụp ngay tại đây thì sư bảo đảm với quý vị chúng ta sẽ có thể bị lầm lẫn. Và thông thường những người khác á, mà có ý không có tốt á, mà người ta muốn quay mình á, thì người ta ưa lợi dụng vô cái điểm rối rắm của vấn đề là không có nắm ngay cái gốc của pháp đó. Cho nên khi mà mình so sánh một pháp nào đó, chẳng hạn như so sánh phước nhiều hay phước ít, bây giờ nói phước nhiều theo phước ít là mình đang đề cập đến vấn đề gì ở trong đó. Vấn đề gì ở trong đó? Như trường hợp của Nguyên Như vừa mới nói là ở đây chúng ta đang nói về vấn đề gọi là tâm huyết đầu tư. Một người có đầu tư kỹ lưỡng từ đầu giữa cuối và một người khởi lên ngay tức thì, dĩ nhiên trong phạm trù đó không thể nào một sớm một chiều khởi lên tức thì mà bằng cái phạm trù kia được. Còn cái chuyện mà nó ra như thế nào á, chi tiết hơn nữa là về cái mặt khác á, thì cái đó mình hãy nói sau nha. Bởi vì có những trường hợp người ta nói là nhiều khi chuẩn bị từ đầu từ cuối, nhưng mà cái người này á là làm với tâm phân biệt, thấy chùa đó coi như là quen rồi, nhiều khi làm á thì bản thân mình cũng thờ ơ này nọ. Không, cái đó mình tính sau, cái đó là phạm trù khác. Sư chỉ cho quý vị một cái bí quyết để sau này á quý vị sẽ không bị rối rắm trong vấn đề đó. Khi mà mình so sánh về một việc gì, mình cứ nắm này, bây giờ đang nói về yếu tố gì, đang nói về yếu tố gì, cứ đem pháp đó cặp vô, không bao giờ mà quý vị có sự lầm lẫn. Đó 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 là cái cách thức. Ở đó sư tự học á, sư cũng tự rút ra cái kinh nghiệm của bản thân trong lúc mình học, và đồng thời sư học hỏi từ các vị thầy, các vị sư phụ giảng pháp.
thì sư mới đúc kết rồi. Quý vị cứ đem cái góc so sánh, đem cái góc so sánh. Chẳng hạn như trong cái trường hợp chúng ta nói rằng tăng thí, bố thí đến tăng là phước nhiều hơn. Nhưng mà tại sao ở trong một trường hợp khác Đức Phật Ngài nói bây giờ bố thí đến một vị Tu Đà Hoàn nó nhiều hơn, phước nó nhiều hơn mà cái 100 người phàm phu. 100 người phàm phu bố thí, mình bố thí cũng không bằng một vị Tu Đà Hoàn. À như vậy thì hai trường hợp này chẳng qua nó mâu thuẫn à? Không, không mâu thuẫn. Mình phải hiểu rằng Đức Phật Ngài Ngài đang nói về hơn và kém ở lĩnh vực nào. Trong trường hợp mà một vị Tu Đà Hoàn bố thí mà phước nhiều hơn 100 người là phàm phu á, thì trường hợp đó đang nói đến phẩm chất. À, phẩm chất phàm thánh, phẩm chất của tâm. Đó, mình phải hiểu như vậy. Còn trường hợp mà nói bố thí đến hội chúng bao giờ nó cũng là phước lớn, là đang đề cập đến số lượng, số lượng con người mà mình bố thí, mình giúp đỡ, chưa có bàn đến phẩm chất ở trong đó. Quý vị hiểu chưa? À, quý vị hiểu chưa? À, đó là như vậy đó. Và bây giờ sẽ gửi mic lại cho lớp học mình. Dạ, thân mô Bức Thai Giáo Bạch Sư, ý của con hỏi đó là khi mà một người đi ngang qua cái chùa và người ta làm như vậy, người ta cúng một phần hay hai phần, giống như bộ y là 50 đồng một phần, ví dụ như vậy, thì ý của con hỏi là cái người đi ngang để du lịch đi ngang qua thì có thành tựu cái gọi là dân như các thứ ná không đó Bạch Sư? Nếu mà tại vì nếu mà con so sánh giống như sư mới vừa nói á, thì cái đó là một cái chuyện xuống lý bình thường. Bây giờ có hai cái ngôi chùa, một cái ngôi chùa thì đang lễ dân y và một cái ngôi chùa thì đang làm bình thường, nhưng mà tự vì cái người Phật tử đó nghe nói, nghe Đức Phật dạy đó là khi mà dân y khác đi nát thì là sẽ rất là phước và có phước, thành ra họ sẽ đem 50 đồng mà họ muốn dân kia tăng á, họ sẽ đem qua cái chùa có dân y khác đi nát để họ dân. Tức là cái người đó có thành tựu theo cái lễ dân y các thứ nhá không đó Bạch Sư. Còn nếu mà vấn đề cái người thí chủ mà dân y ngày đó thì họ đã lo từ mấy tháng trước rồi, họ đóng đến mấy ngàn đô lận, thì đương nhiên là họ phải có phước hơn. Cái phần của Nguyên Như hỏi là chỉ là cái đó nó có thành tựu, cái nguyên nhân cá thí ná chút xíu thì siêu trong cái 50 đô đó không Bạch Sư? Để con xin nhân đức lại sư sư ạ. Có thành tựu chứ, bởi vì mình cũng là một một phần hùng ở trong đó mà, mình cũng tác bạch, mình có ý coi như là hùng trong cái cuộc lễ đó mà, mình cũng có ý mình hùng trong cái cuộc lễ dân y đó mà, vẫn thành tựu chứ nguyên nhân ở đây. Bất kể thời gian là khi nào, miễn sao là mình khởi ý và mình hùng một phần nào đó ở trong cái cuộc lễ dân y, thì như vậy thì cái phần hùng đó chính của mình nó cũng nằm chung trong cái tập thể. Hồi nãy sư có kể cho lớp học mình nghe về cái tình huống mà hồi xưa những người gia chủ người ta làm cái phần hùng cổ phần á, thời Đức Phật. Quý vị nhớ, có những người á, người ta không có biết trước đâu, có người ta không biết trước. Chẳng hạn người ta đang đi bán mật ong hay đi bán gì đó, hay là bán vải hay gì đó, thì người ta vừa mới thấy ồ sao hội chúng sao đông quá vậy, thì ghé ngang người ta biết vậy, người ta mới tác ý, người ta mới đẩy những cái vật mà người ta có vô trong cái phần hùng cúng dường chung với hội chúng. Như vậy vẫn có phước chung vẫn có phước chung, chứ đâu có gì mà nói có phước tí xíu thì siêu nghe nói thảm. Rồi bây giờ sư gửi mic lại cho Nguyên Như. Dạ Bạch Sư, ý con hỏi cho rõ như vậy á, tại vì con có nghe có nhiều chuyện đó Bạch Sư, những Phật tử ở bên Mỹ, rồi mình đi về miền Tây đó Bạch Sư, rồi 3-4 thí chủ cũng hứa là làm để dân y, thì có những vị trụ trì ở dưới miền Tây đó, người ta nhận hết luôn. Người ta nhận thí chủ này, không nhận thí chủ kia. Đến hồi 4-5 thí chủ vào cái ngày lễ dân y đó Bạch Sư,
họ lên một lượt, rồi mỗi người nặng nhau một cái bộ ca thi ná. Thì khi mà cái vị trụ trì đó cầm cái bộ nào thì bắt đầu ngâm với chủ nhau vô, lại coi như là tứ lung tung ở trên chánh điện luôn, đến nỗi mà phải ra phải ra công chúng để ngồi để mà bàn coi ai là cái người thí chủ. Mà nếu mà làm như vậy á, thì có phải là cái vị sư trụ trì đó là phải phạm như cái luật đó là nhận quá nhiều thí chủ một lượt, mà những người thí chủ này không có biết người thí chủ kia làm lễ dân y, thành ra một cái buổi lễ mà rất là gọi là rất là nghiêm túc mà thành lại coi như là thành một cái đấu trường luôn đó bà sư. Thành ra nếu mà như vậy thì có phải là những cái vị tỳ khưu không có biết luật có thể là dàn xếp được với nhau từ trước, hay là mà con nghe cái chuyện nó xảy ra giống như hầu như mỗi năm đó bà sư. Thành ra con thắc mắc nếu mà những cái vị đó biết tất cả mọi người đều làm nữ dân y ấy, thì đâu có cần phải ẩu đãi nhau như vậy bà sư. Dạ con xin nhân đức lại cho sư ạ. Cho nên ngay từ đầu sư đã nói rồi. Sư á, là sư hay có tâm ý á, là những cái gì mà nó thuộc về hot, tin nóng, những cái mà chúng ta thường hay bị vấp phải thì sư hay lôi những cái đó ra để sư giải quyết chủ yếu. Cho nên ngay từ đầu sư nói rồi, chẳng qua là mình không biết cách. Mình không biết cách và mình không có hiểu. Và từ cái không hiểu đó mình làm cho nhau không hoan hỷ, và có thể mình làm cho cuộc lễ nó không thành tựu. Còn nếu như các vị tỳ khưu mà biết về luật, biết cách, thì các vị đó sẽ có thể dàn xếp được cho những người gia chủ, cho những người gia chủ. Và trong một cái tập thể như vậy á, thì sư nói với quý vị rồi, nó phát sanh một lượt một 500-700 bộ y đi, thì chẳng qua cái bộ y á, cái bộ y mà chư tăng lấy để mà làm hợp thức hóa theo luật đó, nó chỉ là một cái giai đoạn là để làm hợp thức theo quy định của luật thôi. Theo quy định của luật thôi, không thể nào mà làm một việc trao y cho một vị tỳ khưu mà cả mấy trăm bộ vô một lần như vậy. Cái chuyện đó làm không có phù hợp. Có nghĩa là vị tỳ khưu á mà thọ y á, được chư tăng giao y và thọ y á, đúng theo luật là chỉ lấy một trong số ba lá y. Hồi xưa á, thì chưa có lá y rõ ràng, người thí chủ người ta có thể dâng vải. Và khi chư tăng ngày trao vải ở trong chánh tạng á, trong chánh tạng là dùng cái chữ bút xanh vải để làm y. Chứ sau này mình mới may ra y cụ thể rồi, chứ còn trong tuyên ngôn của luật luật tạng đó thưa quý vị là dùng chữ bút xanh, tức là vải. Thì lấy trao một cái tấm vải đó, rồi vị tỳ khưu đó thọ lãnh, thì xong rồi vị tỳ khưu đó y cứ vào ba y của mình, thấy cái mình cần thiết xài cái y nào, chẳng hạn như y nội của vị đó cũ thì vị đó sẽ lấy miếng vải đó, vị đó làm thành cái y nội. Làm thành đi nội, và sau đó thọ lãnh tuyên bố với các vị là tôi sẽ làm thành tựu ca thi ná với lá y này, với lá y nội, và xin các vị hãy ghi nhận và tùy hỷ. Sau đó các vị tỳ khưu khác ghi nhận cái sự việc và tùy hỷ với nhau, và như thế là được như hội chúng tỳ khưu đó thành tựu ca thi ná. Và những cái vải còn lại ngoài ra cái tấm y nội đó phát sanh đó, thì sẽ chia đều hết cho các vị tỳ khưu có nhập hạng đó. Cho nên mình không có biết, mình không có hiểu, mình cứ tưởng là cứ cái lá y đó mới được, mình cứ tranh giành hoài cũng đó, trời ơi, nó phức tạp thêm chứ. Nó thật ra nó đâu có gì đâu mà mình phải làm như vậy. Mình biết mình hiểu là được, hiểu là được. Mà đa số thì nói thật với quý vị đó, nhiều cái tình trạng nó xảy ra do mình, những người Phật tử mình không có chịu tìm hiểu, cho nên nó mới dẫn đến cái việc như vậy, nó mới dẫn đến cái việc như vậy. Rồi bây giờ sư gửi mic lại cho lớp học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, Nguyên Như xin kính mời bạn trai của chị vị. Bây giờ là trả lời câu hỏi phần Nguyên Như là hỏi xong rồi đó. Như không biết là Châu Nguyễn, Liên Hoa, Thi Lâm, Như Quỳnh, nè, Nguyên Trang, nè, cô Khê Ma, Văn Phan, tất cả mọi người xin mời cầm mic. Mình cũng còn thời gian một chút xíu nữa thôi. Thằng ta hồi sáng Nguyên Như có đọc ở trên Facebook, thấy Như Quỳnh cũng có đăng cái bài rất là hay. Như Quỳnh có câu hỏi gì không hả Như Quỳnh, hay là Như Quỳnh hiểu hết rồi? Xin đạo tràng cứ việc tự nhiên nha. Nếu mà ai có câu hỏi thì xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình. Trong thời gian chờ quý vị có câu hỏi, dạ con xin hỏi sư Nguyên Niệm một câu hỏi nó hơi sensitive một chút. Là hôm trước sư có nói là sư vô cái lớp học tụi con, rồi sư sẽ hoan hỷ giảng cho tụi con cái trong hạ đó. Thật ra con không biết ý định của sư là gì sau khi mà học xong cái lý duyên hệ. Dạ, sư con biết ý nghĩa của sư. Và kế tiếp con không biết là sư có còn muốn ở lại lớp để dạy cho tụi con nữa hay không. Trong khi thời gian đợi chư vị có câu hỏi, dạ con xin sư, con xin sư tiết lộ bí mật trong tâm của sư cho tụi con biết ạ. Dạ con xin dâng đức lại cho sư dạ. Thưa quý vị, nói cho quý vị một điều như thế này. Thật ra khi mà sư làm một cái chuyện gì là sư không có bao giờ mà vội vàng để mà nhận lời. Không có vội vàng để mà nhận lời. Bởi vì khi mà mình đã nhận lời rồi á, mình phải làm cho nó, làm việc cho nó có trách nhiệm, cho nó đàng hoàng, cho nó trách nhiệm, cho nó đàng hoàng. Vì vậy mà nó có một cái dở dở chết dở cười ở đây là cái tập của sư thì nó cũng ưa thích coi như là cái sự sinh hoạt riêng của bản thân mình. Đó là một cái cách nói khác thôi, chứ thật ra nó làm biến. Làm biến. Cho nên bình thường á, bình thường thì sư cảm thấy nếu như mà thu xếp thời gian được ổn định thì mình mới có cái sự nhận lời một cách cụ thể trong một cái khoảng thời gian dài. Còn nếu như mà mình chưa có xác được đó, mình chưa có xác định được bản thân mình cũng như cái phương hướng để mà sắp tới nó như thế nào đó, thì sư chưa có nhận lời vội là như vậy. Nhưng mà trong bán vừa qua thì đến những cái thời điểm cuối cùng, sư cũng có cái quyết định, có rồi, có cái hướng rồi. Sư sẽ ở lại để mà sinh hoạt với lớp học của mình, tức là sư nhận lời sẽ vào tham dự sinh hoạt với lớp học của mình. Còn trong tương lai thì tùy theo cái thời gian nó có thể thay đổi một số những chuyện, chẳng hạn như thưa sư có thể thay đổi về nơi nơi ở vân vân, hoặc là những nơi đó nó cũng chưa có những cái điều kiện để mà về công nghệ như là online được á, cho nên lúc đó mình sẽ tính sau. Còn bây giờ trước mắt á, thì sư vẫn còn ở chùa Vũ Đức á, thì vẫn sẽ sinh hoạt với quý vị. Mà cứ một tuần, mà một ngày, cứ còn một ngày, tức là ngày thứ sáu Việt Nam, tức là ngày hôm nay, mỗi tuần sư sẽ vào sinh hoạt. Còn sắp tới chúng ta sẽ học tiếp cái gì đó, thì sư cũng dành cái quyền ưu tiên cho quý vị. Xem lớp học của mình có muốn
mình muốn học cái gì. Nếu như quý vị không có thì sau đó sư sẽ tính xong. Rồi bây giờ sư mời cô Nguyên Như. Vậy thì mỗi tuần vào ngày thứ sáu sư sẽ vào lớp sinh hoạt với quý vị ở đây. Sa thú Phật sư, con nghe sư nói con mừng muốn khóc luôn. Từ lớp mình là ai cũng thích sư dạy hết. Dạ, sư dạy cho tụi con rất là nhiều. Mà cái bài sư giảng cũng rất là dễ hiểu mà sư đi chậm nữa. Tụi con cứ chọc với nhau là sư đi chậm, rất là chậm mà không hiểu nữa thì thôi. Sư giảng cái bài lý duyên hệ thì rồi tụi con nghe tới nghe luôn cũng rất là hay Phật sư. Dạ, con xin thay mặt của Dung rất kính tri ân sư rất là nhiều khi ở lại với tụi con. Còn nếu mà về chuyện sau này cái chỗ đó không có điều kiện gì mình thì lúc đó mình tính sao thì tùy duyên ha Phật sư. Nhưng mà thôi sư phai trước mắt có lại tụi con rất là sắc thú. Và bây giờ quý vị có còn có câu hỏi nào đó với sư hay là có ý kiến gì với lớp học của mình hay không thì quý vị còn 1-2 phút nữa thì quý vị cứ tự giơ tay nhanh như sử dụng đích cho quý vị ha. Sao hôm nay mọi người yên lặng quá vậy ta? Liên Hoa Liên Trang trong quyển có ai có ý kiến gì không thì giơ tay lên ha. Hồi nãy giờ để cho Nguyên tự viên được diễn hôm nay á nha. Nếu mà không ai có kiến gì nữa thì bây giờ thời gian cũng vừa phải lẻ. Dạ con xin kính mời quý vị cùng với con hồi hướng sau khi nghe Pháp ạ. Dạ đề hoa tạ tâm tí quý hà đa hoa tí ni thù bê khà rê bô tí khà rê tạ hình tạ hình. Tham ma đa ni na pa văn tu pu chi ta so thân ca đoan tê tha vi ha ra ma ng lê thế ra cha mắt cha na va ca cha tình ca vô ta ra mi ca đa na pa si u pa ta ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha e sa ra sam ba na pu ta su khi ta pa văn tu tê cha la bu cha ye